nhân gian huyền ảo, câu chuyện thi truyện liệt nữ hoàng mệnh với các diễn viên chính: Bành Hữu Đồng trong vai nữ A Táo, Trương Huy Tích trong vai Ichiro Kojima, Trần Quyên Linh trong vai nữ A Đào, Quyên Lục trong vai A Nguyên, Trần Tư Phạm trong vai Lưu A Kim, Vương Lực trong vai Lữ Khánh Tường, Chu Quốc Hoành trong vai Chính Phu, Trần Tử Nguyên trong vai Yuri cùng với một số diễn viên khác. Bộ phim Nhân gian huyền ảo. Lữ Khánh Tường sợ A Táo rơi vào tay của Lưu A Kim nên đưa cô bé vào đạo quán. 20 năm sau, A Táo cùng sư phụ xuống núi mua đồ, vô tình gặp Ichiro Kojima. Lúc đó người này vẫn chưa biết có hôn ước với người kia. Sau đó trong nhà, Kojima cử người tới nhà họ Lữ bàn chuyện hôn sự. Lưu A Kim quyết định tới đạo quán đưa A Táo về thực hiện hôn sự này. Mặt khác, Ichiro Kojima tổ chức khám bệnh từ thiện. Cậu ấy xuất thân từ gia đình quân y, mẹ kỳ vọng rất lớn đối với cậu ấy. Vậy như cậu ấy không có thiên phú giống như cha mình. Ông hãy ho vài tiếng, sau đó lè lưỡi ra cho tôi coi. Ông bị như vậy là do khí huyết không thông. Giờ tôi sẽ đưa cho ông một ít Mộc Lan Tiên Hạ Thảo để ông về nhà biết cách điều dưỡng cơ thể nha. Ichiro, Tiên Hạ Thảo này dùng để cầm máu, mẹ nghĩ là không thích hợp đâu. Nhưng mà thưa mẹ, nếu như nấu chung với nhau cũng sẽ có tác dụng tẩm bổ. Ông nhớ uống thuốc đúng giờ. Ờ được, đa tạ đa tạ. Người tiếp theo. Mùa hè thường bị nóng ở trong người, nhưng mà cô thường xuyên ăn đồ quá nặng cho nên mới bị táo bón. Vì vậy nên cô mới hay buồn nôn khó chịu như vậy. Cô chỉ là bị nóng trong người do thời tiết. Tôi sẽ kê cho cô một ít thuốc, cô về nhà dùng đúng giờ là được. Gì mà nóng do thời tiết chứ. Những chứng bệnh này mẹ đi với cha của con đã thấy không biết bao nhiêu lần rồi. Đây rõ ràng là phong hàn cảm lạnh. Một chứng bệnh đơn giản như vậy con cũng khám làm sao? Tới khi nào con mới có thể là một quân y giống như cha của con được đây? Mẹ à, mẹ đừng kích động như vậy mà. Nếu không thì bệnh phổi của mẹ sẽ tái phát trở lại đó. Căn bệnh này của ta, từ sau khi cha con qua đời thì không còn ai khống chế được. Con nghĩ là do mẹ thương tâm buồn lòng quá rồi. Bây giờ chúng ta đã tới vùng đất này của Đài Loan, sơn thủy hữu tình, con tin là nó sẽ giúp đỡ rất nhiều cho bệnh của mẹ. Giúp đỡ cái gì chứ? Mẹ chỉ mới khen con có mấy câu, con đã khám sai bệnh rồi. Con đó, làm sao có thể so được với cha của con? Tới những người mới vào học việc, họ còn nhận ra cái gì là phong hàn, cái gì cảm lạnh, cái gì là nóng do thời tiết. Chỉ một chứng bệnh đơn giản như vậy mà con cũng khám sai. Con đó, sau này phải làm sao cho xứng với cha con, là một cục trưởng y tế được nhiều người ngưỡng mộ. Thưa mẹ, con xin lỗi mẹ. Con nhất định sẽ cố gắng hơn, nối tiếp bước đường của cha con, không để cho mẹ phải thất vọng nữa. Mặc dù bây giờ con chỉ là một quân y, nhưng nhất định con sẽ chăm chỉ học tập, chắc chắn sẽ ưu tú hơn cha con. Ichiro, Ichiro, tôi xin lỗi nha. Buổi khám bệnh hôm nay tới đây là kết thúc. Nếu mọi người có gì cần hỏi thì mời tới phủ Kojima, có được không? Thành thật xin lỗi. Thôi mình đi về đây. Sao lại như vậy? Thôi đi, đi, đi. Về đi, về đi, tôi về. Về vậy. Sư phụ, người mang theo thích qua để đi đâu vậy? Ngày vía Quan Âm Bồ Tát sắp tới rồi, lượng nến mua về vẫn chưa đủ, ta phải đi chuẩn bị. Người muốn xuống núi hả? Con cũng muốn đi nữa. Không thể được. Hôm qua con vì lấy lại tiền mà bất chấp nguy hiểm chạy tới hội quán của người ta. Xém chút là ta không tìm thấy con nữa, sao mà ta có thể đưa con đi tiếp? Thích qua, ta hãy đi thôi. Dạ. Sư phụ, con chỉ lấy lại tiền thôi, chứ có phải là đi chơi đâu.
Ngày hôm đó con mang tiếng là đi dạo thôi, nhưng mà con cũng không coi được cái gì hết. Dù sao thì bây giờ sư phụ cũng ra ngoài rồi, mình cứ lén đi theo phía sau người, trên đường đi vừa dạo vừa ngắm cảnh luôn. Nhưng lúc mọi người không để ý, mình sẽ lập tức quay về, như vậy không phải rất tốt sao? Kỳ lạ, sư phụ xuống núi không phải đường này hay sao chứ? Tại sao mình lại không thấy người? Cho tôi vô giới, cho tôi che giới, mà. Quên lại đồ háo sắc, quên muốn làm gì tôi hả? Buông tôi ra, làm ơn che cho tôi một chút, che cho tôi một chút đi. Là huynh, có phải huynh là người hôm qua tôi đi lấy tiền gặp hay không hả? Ấy nè, nè, huynh tỉnh lại đi. Huynh tỉnh rồi hả? Là cô hả? Huynh thấy đỡ hơn chưa? Lúc nãy chúng ta gặp nhau ở trên đường, nhưng mà trời mưa nên huynh bị ngất. Tôi mới dìu huynh tới đây nè. Cô nương à, tôi xin lỗi cô. Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì sao tôi không nhớ gì hết. Nhưng mà tôi cũng nên xin lỗi cô mới phải, vì đã làm phiền cô. Nếu như lúc nãy tôi có làm gì mạo phạm cô, mong cô đừng trách tôi, mong cô đừng trách tội. Tôi thật sự không phải cố ý làm đâu. Được rồi, thấy huynh phản ứng như vậy, tôi nghĩ chắc là huynh không phải cố ý đâu. Nhưng mà huynh ôm chân cô nương nhà người ta như vậy, một chuyện nghiêm trọng mà huynh cũng không nhớ nữa hay sao? Cái lý do này có miễn cưỡng quá hay không vậy? Thật ra từ nhỏ cho tới giờ tôi vẫn luôn sợ tiếng sấm chớp lắm. Tại sao lại có chuyện như vậy? Lý do thì tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Con đừng cứ mỗi lần gặp sấm sét là con chỉ biết khóc thôi. Cha con lại trách mẹ không biết dạy con đó. Ichiro, con có thể vì mẹ sau này nghe tiếng sấm không được khóc, dũng cảm lên có được không? Sao con không chịu nghe lời gì hết, luôn yếu đuối như vậy chứ, không giống đàn ông chút nào. Chẳng trách cha của con từ sáng tới tối chỉ tới quán rượu tìm cô nương thôi. Ichiro, chỉ là sấm sét có cái gì phải sợ chứ? Sau này con phải kế thừa công việc của cha con, chính là công việc quân y. Con đừng hễ một chút là khóc giống đàn bà vậy. Mẹ ơi, con sợ lắm mẹ ơi. Mẹ ơi. Ichiro, chỉ là sấm sét, có cái gì đáng sợ đâu? Con là nam tử hán, con phải tự khắc phục đi chứ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Cô cũng cảm thấy là tôi rất vô dụng, có phải vậy không? Làm gì có. Mỗi con người ai cũng có một nỗi sợ riêng, đâu có gì đáng mất mặt. Nè, nhưng mà ngược lại mẹ của huynh, mặc dù là bà ấy mong con thành tài, nhưng mà yêu cầu của bà ấy như vậy là không tốt cho huynh lắm đâu, mà ngược lại càng làm huynh sợ hơn. Nghe cô nói vậy tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Đâu có người đàn ông nào như tôi sợ bị sấm sét đánh tới như vậy chứ. Chuyện này nếu như truyền ra bên ngoài chắc chắn sẽ bị người ta cười chết. Thực ra thì tôi cảm thấy không phải là huynh sợ tiếng sấm sét, mà có lẽ là sợ huynh không thể hoàn thành tâm nguyện kỳ vọng của mẹ huynh thôi. Cho nên chuyện huynh sợ sấm sét là sợ bị mất mặt là hoàn toàn không có quan trọng. Quan trọng nhất là huynh phải có tự tin với chính bản thân của mình. Mặc dù tôi chỉ mới quen biết huynh, nhưng mà nhìn cách ăn mặc và cách nói chuyện của huynh, tôi nghĩ huynh là một con người rất tài giỏi. Huynh phải có lòng tin. Tiêu rồi. Trời ơi, tôi mãi nói chuyện với huynh mà quên mất. Trời sắp tối rồi, tôi phải làm sao? Sư phụ với Thích Qua nhất định đã về lại đạo quan. Tôi phải quay về tìm sư phụ đây. Tôi xin lỗi, tôi không thể tiếp tục nói chuyện với huynh nữa. Tôi đi trước nha. À đúng rồi, à, cái dù này cho huynh đó. Tôi không thể nào nhận được, cô cứ cầm đi đi. Huynh cứ cầm lấy đi, lỡ như một lát nữa đổ mưa thì huynh sẽ không thấy sợ nữa. Cô nương à, xin hỏi cô tên là gì vậy? Còn nữa, cô đang sống ở đâu? Ngày mai tôi sẽ mang cây dù này trả cho cô. Tôi tên là Thích Minh, tôi sống ở chùa Đạo Quang gần đây. Nhưng mà huynh không cần trả lại dù cho tôi đâu. Không biết là vị hôn thê mà cha chọn cho mình có được dịu dàng hiền thục như cô nương này hay không. Đúng là mắt nhìn nhau tâm trí rối bời. Ichiro càng ngày càng có thiện cảm và táo. Đúng lúc người họ cũng có hôn ước,
Hôn sự này thực sự có thể thuận lợi như vậy sao? Dân gian huyền ảo. Nếu như có thể thuận lợi gả A Táo cho nhà Kojima thì cuộc sống của hai mẹ con chúng ta sau này không cần lo lắng nữa. Mẹ, có phải mẹ từng nói với con phụ nữ chúng ta chỉ cần bị gả cho người ta là không còn giá trị nữa, sẽ giống như con vậy? Tại sao bây giờ lại không giống vậy chứ? Con sinh ra đã là mệnh con quả rồi, mẹ không tin con sẽ thành phượng hoàng đâu. Nhưng mà ông già chết tiệt đó cũng tài cán lắm, có thể định được hôn ước này cho A Táo. Mẹ còn không biết bên gia tộc Kojima này lại có tiền và có thế như vậy nữa. Nếu như mẹ biết sớm, mẹ đã không nghĩ cách để kêu A Táo về đây kiếm tiền đâu. Không biết bây giờ A Táo lớn lên dung mạo ra sao. Nếu như nó được giống như mẹ, chắc chắn sẽ rất là đẹp. Đi thôi con. Ây da. Lữ A Táo. Sư phụ à, người còn nhớ tôi không? Tôi là Lưu A Kim mấy năm trước tới tìm con gái. Hồi trước tôi tới người không chịu giao tôi, muốn tôi đem giấy hôn ước tới mới được. Bây giờ tôi có rồi, con gái của tôi đâu? Ở trong này. Sư phụ, sư phụ, Thích Minh mất tích rồi. Tại sao lại vậy? Lúc nãy trước khi ta ra ngoài đã dặn các con là phải trông chừng con bé. Dạ, rồi đúng. Mà con vẫn cứ nghĩ cô ấy vẫn ở trong phòng đọc sách, nhưng mà cả buổi chiều nay con không nhìn thấy. Hỏi mấy người khác mới biết là cô ấy ra ngoài từ sớm rồi. Đi tìm đi, mau lên đi tìm đi. Dạ, mau lên đi. Sư phụ à, người muốn tìm ai thì cũng phải từ từ đã. Quan trọng nhất là chúng tôi phải đưa A Táo về nhà để thành hôn. Giấy hôn ước tôi đã đem đến rồi, người không được nuốt lời, không cho tôi mang con về. Không lẽ người muốn tôi đem ông già chết tiệt bị tai biến đó tới thì mới chịu thả người hay sao? Bà không nghe thấy sao? Thích Minh mất tích rồi. Đúng vậy, Thích Minh chính là con gái của bà Lữ A Táo. Nè, có phải bà biết tôi sắp đưa nó về, cho nên bà mới bán nó cho người ta rồi không? Bà nói bậy bạ cái gì vậy? Hãy mau buông ra. Tôi cảnh cáo bà, tốt nhất bà nên ngoan ngoãn đưa A Táo ra đây. Nếu không thì tôi phóng quả thiêu rụi đạo quan của bà luôn. Mau đó. Buông ra. Sư phụ. Nè nè, bà là ai vậy? Tại sao bà lại dám vô lễ với sư phụ của tôi? Ê, cô không phải là cô nương xinh đẹp mà tôi đã gặp ở hội quán Thích Hoa Minh Đào à? Sao? Không được vô lễ. Người đang đứng trước mặt con đây chính là mẹ con đó. Mẹ con. Thì không ngờ cô nương xinh đẹp hôm đó lại chính là A Táo. A Táo, tỷ là tỷ tỷ của muội, tỷ tên là A Đào. Không phải cô luôn muốn rời khỏi đạo quan sao? Đã tới lúc rồi đó, để ta vào trong lấy giấy hôn ước mà cha con giao cho ta đưa cho con, là con có thể về với mẹ con để xuất giá rồi. Con không muốn đi. Sư phụ à, có phải là do hôm nay Thích Minh lén chạy ra ngoài chơi, cho nên sư phụ mới không cần con nữa không? Con bé ngốc này. Không phải sư phụ không cần con nữa, mà là duyên phận của chúng ta đã tận. Sau khi rời khỏi đây, con hãy nhớ những việc sư phụ ta đã dạy. Sư phụ, sư phụ. Thôi được rồi, tới đây đi. Nè, A Táo à, bên nhà trai đã dặn dò mẹ rồi, phải nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ cho con. Bây giờ thời gian không còn nhiều, chúng ta mau về nhà chuẩn bị. A Đào à, con ở lại cầm giấy hôn ước, chúng ta về nhà thôi. Về nhà thôi con. Đi rồi mẹ. À, đi. Mẹ nói con nghe, bên nhà trai rất là giàu có luôn đó con. Tránh ra đi, đừng có đứng đó cản đường tôi. A Kim nè, cô nương xinh đẹp này ở đâu tới vậy? Làm sao tìm được cô nương xinh đẹp quá trời quá đất vậy? Đúng vậy đó, giống như là tiên nữ hạ phàm vậy. Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy cô nương nào dịu dàng lại xinh đẹp. Nói bậy bạ, hai người làm gì vậy? Có gì mà nhìn chứ? Những nhà quán rượu không biết hả? Ôi, ăn nói bậy bạ cái gì vậy? Người ta xinh đẹp duyên dáng hơn cô tới đây làm loạn cái gì? Mau về đây cho tôi. Đi. Mẹ à, cái gì là nữ nhi quán rượu vậy? Không có gì, mẹ con làm nghề bán ra ngoài chợ. Chúng ta cậy bọn họ để con mình đi thôi. Hả? Cái dù đó của con để bên ngoài là được rồi, sao còn phải để gần bàn ăn làm gì chứ? Chẳng ra làm sao hết. Mẹ à, mẹ hiểu lầm rồi. Dù này không phải là dù của con, là người khác cho con mượn. Hôm nay ở bên ngoài trời mưa rất là lớn, có một cô nương rất là tốt bụng. Cô ấy tên là Thích Minh, cho nên con định ngày mai đem trả cho cô ấy, nhưng lại sợ bị mất cho nên con mới để ở bên người. Con là quân y đó, sao con lại quên cha của con đã dạy những gì? Lúc ăn cơm chan canh sẽ đau dạ dày,
mau đi lấy cho thiếu gia cái chén khác đi. Dạ. À phải rồi, hôm nay mẹ sắp xếp đồ đạc cho con mới thấy quần áo con đem qua đây ít quá không đủ dùng, cho nên mẹ đặc biệt sai người đi mua một ít vải, may thêm vài bộ đồ cho con. Mẹ à, không cần phải phiền phức đâu. Chúng ta về Đài Loan mấy ngày là phải về lại Nhật Bản rồi. Con nghĩ mang chừng đó quần áo về chắc là cũng đủ mặc rồi. Quần áo của con toàn màu tối mẹ không thích lắm. Con là một đấng nam nhi, sau này còn phải giống như cha con, mặc màu sáng một chút, như vậy nhìn mới sáng sủa. Mẹ thấy màu vải ở đây cũng rất đẹp, không giống với ở Nhật Bản. Mẹ muốn may thêm vài bộ đồ mới, đợi khi con thành thân xong, mẹ muốn đem về Nhật Bản đốt cho cha con dùng. Mẹ à, con thật sự phải làm theo ý muốn của cha con, phải cưới vị hôn thê được chọn đó hay sao mẹ? Không lẽ con quên cha con trước khi qua đời, điều lo lắng nhất chính là chuyện hôn sự đã định của con hay sao? Cha con qua đời chưa được mấy ngày mà con đã quên đi kỳ vọng của cha đối với con rồi. Ichiro không dám. Không dám thì tốt, con làm ơn ngoan ngoãn thực hiện bổn phận làm con đi, đừng có làm mất mặt cha của con. Ăn cơm đi. Dạ. À Táo à, đây là nhà của mình đó con. À Táo, con lớn như vậy rồi hả? Mẹ ơi, ông ấy là ai vậy mẹ? Ổng là cha của con đó. Mấy năm nay ổng bị tai biến, bây giờ nói chuyện không được rõ ràng lắm. Cha, con là A Táo. Quá ra sư phụ không có gạt con, con đúng là có cha mẹ, còn có tỷ tỷ nữa. Hồi trước ở Đạo Quang, con thấy những đứa trẻ khác có người thân, còn con chỉ có mình sư phụ. Con thường bị người ta chê cười, nói con là đứa trẻ bị người ta bỏ đi. A Táo, tất cả là do ta vô dụng, con phải chịu khổ rồi. Này con à, hồi đó cũng là do cha con tự quyết định đưa con tới Đạo Quang, nếu không thì con cũng sẽ không bị người ta chê cười. Con có biết không, khi mẹ biết tin con bị người ta mang đi, lòng của mẹ đau như dao khứa. Mẹ đã cố nghĩ ra mọi cách đưa con về, nhưng mà mẹ không ngờ cha của con ông ấy lại quá vô tình độc ác, đã nói với trụ trì nếu không có giấy hôn ước thì không ai được phép đưa con về. Con được rồi, không nói nhiều về chuyện này nữa. Sáng hôm nay mẹ đã dọn dẹp phòng lại rồi, mẹ đưa con đi coi nha. Đi con. À Táo à, con đừng nghe lời mẹ, cha làm vậy là bảo vệ con. Cháu mày nhăn mặt, Lữ Khánh Tường đã phiền não bao nhiêu năm rồi, A Táo có thể thuận lời gả cho Ichiro không? Dân gian huyền ảo. Nào nào, mời mọi người vào. Hoan nghênh hoan nghênh. Phu nhân thiếu gia, xin mời vào trong. Xin mời, xin mời vào. Xin mời, xin mời. Dạ chào ông. Quản gia. Dạ. Phu nhân, mời bà ngồi. Mời bà ngồi. Thiếu gia, huynh cũng ngồi đi. Mời huynh ngồi. Cẩn thận. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Không sao hết. Cô nhớ cẩn thận hơn nha. A Táo, xong chưa? Tới đây nhanh lên. Cẩn thận đó, cẩn thận. Cẩn thận chút nha. Phu nhân. Thích Minh cô nương. Là huynh. Ichiro. Dạ. Có chuyện gì vậy con? Mẹ à, thật ra không có gì. Cô nương này chính là cô nương đã cho con mượn cây dù. Thích Minh cô nương à, không lẽ cô chính là Lữ A Táo? Đúng vậy đó. Trời ơi, con bé nó chính là vị hôn thê đã được định hôn cho thiếu gia, cũng là con gái tôi, Lữ A Táo. Lưu A Kim. Sakura, bà chỉ là loại gái kỹ chuyện, sao lại biến thành Lữ phu nhân rồi?
Lữ lão gia, thật không uổng công hồi chồng và cha chồng tôi còn sống luôn miệng khen ông là người phẩm đức tốt. Thật không ngờ rằng ông lại cưới loại gái lậu xanh này về làm vợ. À, trời ơi, cô chi ma phu nhân ơi, bà nhận lầm người rồi. Tôi chắc chắn là không lầm, bà chính là Lưu A Kim. Loại gái kể chuyện giống như bà suýt chút nữa quỷ quại gia đình của tôi. Cho dù là bà có chế thành tro thì tôi cũng sẽ nhận ra thôi. Trời ơi, mọi chuyện cũng đã qua lâu như vậy rồi mà. Hơn nữa chồng của bà cũng đã về lại Nhật Bản từ lâu rồi. Cô chị ma phu nhân à, chúng ta sắp là xui gia, bà để bụng làm gì? Làm sao mà tôi quên được chứ. Năm đó là chồng tôi phụng mệnh cấp trên theo quân đội tới Đài Loan. Nhưng mà vì hạng gái kể chuyện như bà đây, suýt chút nữa quỷ quại tiền đồ của ông ấy. Nhưng mà cũng may tôi đã nhờ cha chồng của tôi ra mặt tới đây giúp đỡ. Nếu không thì hồi đó tiền đồ của chồng tôi bị gái lậu xanh như bà quỷ quại. Trời ơi, bà già chết tiệt này. Hồi đó do chồng của bà tự ý tới kỷ diện chơi, chuyện này liên quan gì tới tôi? Nói cho cùng thì cũng là lỗi của bà thôi. Bà có chồng nhưng không giữ được, tới đây nói này nói nọ nữa. Bà làm vậy đúng không? Mẹ, làm gì vậy hả? Mẹ, nóng quá, nóng quá đi. Có sao không mẹ? Sao mẹ có thể làm như vậy chứ? Mẹ làm như vậy là khách khí lắm rồi. Ichiro. Dạ. Cuộc hôn nhân này chúng ta không cần nữa. Mẹ à, không phải mẹ nói con nhất định phải cưới A Táo vì đây là tâm nguyện của ông nội và cha con sao? Nhất định phải lấy A Táo chứ. Mẹ nói quỷ hôn là quỷ hôn. Cô chị mà phu nhân là lỗi của tôi, không liên quan tới A Táo đâu. Tôi xin bà đừng có quỷ hôn ước. Nếu không thì A Táo chắc chắn sẽ bị mẹ nó quỷ hoại. Tôi cầu xin bà mà. Cha, cha làm như vậy để làm gì chứ? Cha đứng dậy đi, mau đứng dậy. Ông tránh ra. Mẹ à, được này thì mất kia, có dâu thì không có bò. Lữ Khánh Tường không ngờ là Lưu A Kim và cha của Ichiro Kojima từng có chuyện trong quá khứ. Hôn sự này có còn thành được hay không? Nếu không thành thì A Táo có bị ép đi bán thân không?